Hello anh em nhé, hôm nay mình có đi kiếm vào trong rừng á, mình kiếm được cái loại nấm lim xanh á, thì mình cũng đã cho bịch sẵn sàng đúng nha. Bây giờ mình cho quay review cho anh chị em xem nha. Nấm lim xanh này thì nó có tác dụng rất tốt cho cơ thể nha. Đó, anh chị em thấy không? Cách phân biệt của nấm lim xanh thì màu như này nhé. Đó, bên trong thì nó có khía khía này nhé. Thì mình về mình sẽ phơi khô đi thì nó sẽ như thế này này. Đó. Và nó sọc sọc như này, giống như kiểu như là cái khung của cua á, của con cua á. Đó, y như vậy nha. À, đây là nấm lim xanh nhá, thì cái tác dụng nó chữa bệnh thì cũng tốt cho sức khỏe lắm. À, nó tốt cho sức khỏe, nó có thể chữa trị các bệnh như là khớp này, viêm khớp, bệnh gút này, viêm gan B này, viêm gan virus này. Mọi người có thể tham khảo và thấy cái loại nấm này ở đâu, thường thường là rừng nhá. Và dòng cái loại nấm này cũng khá là khó nhé, nó phải có cái cấy giống thì mình còn mới dùng được. Hiện tại mình có lên rừng nhá, rừng này rừng ở gần biên giới á, nên leo lên trên rừng khá là khó khăn, mình có thể vặt được mấy cái nấm lim xanh nhá, trên cây lim nhá. Đó, đây thì nó được khoảng 4 kg nhá, khá là ngon luôn này. Thì giá bán của cái nấm lim này thì với cái loại nấm lim xanh này thì với giá rao bán thì cũng không phải mắc lắm đâu anh chị em ạ, nó cũng khá là rẻ nhé. Thì nó dao động 1 kg của nó là có 500 ngàn à, rẻ lắm, rẻ bèo luôn. Nhưng mà kiếm cái này hơi bị khó nhé, bởi vì cái nấm lim này là rất chi là khó kiếm nhé, nó cũng khô lắm, bởi vì cái này nó cũng không có nặng ký lắm đâu. Đó, à, thì cái này nó tác dụng anh chị em về có thể sắc lên nhé, chúng ta sắc lên uống nha, sắc khi nào mà nó nhạt nước luôn uống cho nhạt nước luôn. Cái này nó rất chi là đắng nhá, đắng như mòn hòn vậy á. Anh chị em uống vào thì ngày nào mà cảm thấy nó dễ chịu thì mình có thể cho thêm ít đường mà người ta uống như dễ đó. Ngày nào uống quen thì không sao, thì chúng ta sắc đi, cứ sắc khi nào mà uống hết cho nó nhạt cũng được. Nấm lim nhé, nó rất chi là khô này đó, nấm lim xanh. Anh chị em nào mà chưa biết cái loại nấm này, anh chị em có thể search trên mạng thì anh chị em có thể đọc hướng dẫn công dụng của cái loại nấm lim này nhé. Thì đây mình có cho anh chị em xem, thì anh chị em thấy rồi thì anh chị em cũng biết. Đây. Thấy không? Đó, nấm lim. Nấm lim giống y như cái gỗ lim vậy. Đây này, thấy không? Này, mình sẽ bẻ ra cho anh chị em xem luôn này. Này. Đó. Nó như vậy đấy, thế gọi là nấm lim nó như vậy đấy, thấy không? Cành củi này, này chúng ta bẻ này, thấy không? Đó, nó chuyên chữa bệnh gút, rồi bệnh xương khớp này, béo phì này, rồi gan nhiễm mỡ này, mỡ máu cao này, virus viêm gan B này, virus viêm gan C này, nói chung là đủ thứ nha. Nói chung là nó thuộc dạng thuốc chữa bệnh ấy. Và chúng ta cũng không nên nên lạm dụng quá về các cái sản phẩm. Nhưng mà anh chị em thì cứ thử thì sẽ biết cái công dụng của nó như thế nào nhé. Ăn ngon ngủ kỹ như bình thường nhé. À, nhiêu đây cũng là 4 kg rồi. À, 4 kg rồi. Nó giá dao động của nó là 1 kg nó có 500 à. Khá là rẻ luôn. Đó, chứ nếu mà ở thành phố ấy, người ta sẽ bán mắc hơn nhé. 1 kg của nó là nó dao động triệu hơn triệu nhé. Đó, như mình kiếm được trên rừng thì nó sẽ rẻ hơn. Anh chị em nào muốn cần cái loại này, anh chị em cứ kêu mình sẽ ship IP cho anh chị em, mà anh chị em dùng khi nào thấy mà ổn định ok hết rồi thì anh chị em có thể ủng hộ mình mua sản phẩm của mình nhé. Đó, khá là đẹp. Cái này chúng ta sẽ sắc bằng ấm điện nhé, ấm điện hoặc chúng ta sắc bằng ấm mình sắc đun củi nhé. Bởi vì nhà nào cũng có củi rất là nhiều nhé. Chúng ta sẽ lấy cái củi cao su hay củi gì cũng được. Chúng ta sẽ sắc lên, chúng ta sẽ sử dụng. Nhớ khuyên cáo cho mọi người nó khá là đắng nhé. Đắng nhưng mà uống thuốc đắng giả tật uống rất tốt. Về cái mùi của nó thì nó mùi nó cũng bình thường. Chưa thấy cái gì nó đặc sắc lắm, nhưng mà về chất lượng của nó là như vậy. Ok. Nó khô quá, nó khô là giống như kiểu ấy này, cái cọng nó thấy không? Đó.
mọi người nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông báo để đón nhận video của mình hữu ích cho mọi người nha. Đó, chúng ta sắc nha, nhớ nhớ là sắc nhé. Đây, anh chị em sắc khoảng một nắm này thôi, đừng có sắc nhiều quá uống hết đâu. Đây là sắc bằng ngón nắm như ngón tay tay mình cầm này, đó, nắm này thôi. Sắc mà một nước thứ nhất chúng ta uống nha, rồi nước thứ hai ta lại sắc tiếp uống nha. Uống khi nào mà cái này nó nhạt thì rồi thôi nha, bởi vì cái này cũng không phải là dễ kiếm đâu, mà cũng không phải là dễ mà có đâu. Và chúng ta phải tiết kiệm được một chút. Uống khi nào mà không còn cái chất nước của nó là được là ok. Đó là mình có hướng dẫn cho anh chị em sử dụng một cái loại nấm lim xanh nhá. Nó sẽ nằm cho mình trên cái lim này này. Đó, nó mọc. Và cái này là nếu mà trồng bên ngoài thì nó phải có cái giống của nó cơ thì mình mới có thể ương ra được, chứ không phải là dễ mà có cái loại nấm như này đâu. Còn kiếm trong rừng thì nó sẽ mọc tự do ở trên đó thì chúng ta sẽ có thể kiếm được. Nhưng mà kiếm đâu phải dễ đâu, khó kiếm lắm, neo trèo. Neo trèo trên núi thì nó nằng nhằng lắm, rắn rết. Đó, anh chị em thấy không ạ? Để mình quay sát rồi xem để trong bịch. Anh chị em phải để trong bịch nhé, khi phơi khô rồi anh chị em để trong bịch để bảo quản nhé. Đó, tránh tình trạng ẩm mốc nhé. Đó, nó hư mất, cái nấm này là phí lắm đó. Đó, cũng báo giá cho anh chị em biết rồi đó. Thì giá cái loại này thì nó là như vậy, 500.000 ký. Chứ nếu mà ở thành phố người ta bán là dao động là hơn triệu ạ, triệu hơn triệu ạ. Nó mắc lắm chứ không có rẻ đâu, không có rẻ như ta nghĩ đâu. Ok, nhiều đây uống thoải mái rồi nha. Tại ở trên đây mình thấy có cái nấm này nên mình mới lấy đó. Thế nó mọc trên cây nhiều quá rồi, mọc cả đống luôn. Mình mới lấy, mình mới giới thiệu cho mọi người xem luôn về cái loại nấm này. Và nhiêu đây thì mình có thể sử dụng có khi là cả tháng chưa hết. Cái này phải sử dụng có khi phải 4-5 tháng mới hết. Chứ phải uống một nát một là nó hết đâu. Nhiều lắm. Những người thành phố người ta hay dùng cái loại này lắm. Người ta dùng cả cái nấm linh chi này này nọ. Nói chung là nó cũng đủ thứ luôn á. Nói chung hàng này là hàng hiếm nhá, chứ không phải là hàng mà mua ngoài, nhiều khi là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đó, thấy không? Tất cả con chó này ai mua thì giúp luôn nhá, giá rất là rẻ luôn nhá, 100.000 luôn. Này béo lợn xề luôn nhá, đây này, đẹp luôn, trắng tinh luôn, trắng muốt luôn. Đây, đây là con chó cún nhá mọi người nhá. Này con chó này nó ăn ạc lắm này, ăn như chó luôn. Đó, béo mập, mũm mĩm, chân huyền đề luôn, móm sệ tai bự luôn. Anh chị em nào thích thì cứ ghi ship cho mình rồi mình sẽ ghi xét cho mọi người luôn nha. Ok, hẹn gặp lại mọi người luôn sau nha, bye bye. Giờ nó nhiều dẹp quá, con này nó cắn tư lư hết.